Cô thích coi gì? Thích coi áo dài hay thích coi phát quà hơn? Thích coi phát quà, mà bây giờ áo dài này nhỏ nó muốn lên đây may. À. Nó may là nó đi bận ăn Tết. À. Ủa trời, giờ đã Tết đâu mà? Để dành tới tới năm tới. À. Thì giờ mình qua Việt Nam hoài đâu. Vâng. Đó, năm chỉ qua có một lần thôi. Vậy cô là người gốc Hoa hay sao? Tôi người gốc Hoa. À. Mà qua này qua Tào Lao không biết tiếng Hoa đâu. À. Qua Tào Lao đâu biết tiếng Lao. Qua Tào Lao. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Đó, cái áo này đẹp hơn nữa. À. Cô may một cái đi, làm đám cưới kim cương. Cưới vàng, cưới bạc, kiểu như kim cương. May đi. Hồi nãy là chúng ta mới coi những cái mẫu vải áo dài cưới hoặc là áo dài ngồi xuôi. À, bây giờ thì chị sẽ nha. Tiếp nối cái chuỗi mà những cái mẫu xui. Vải áo dài ngồi xuôi. Cái này là đặc biệt một chút. Vẽ à thưa chị? Vẽ đây. À. Vẽ. Toàn bộ đây là vẽ handmade hết nha các bạn. Vẽ mà nó bốc màu chung với áo nó mới đẹp. Dạ. Yeah. Cho màu xanh màu vàng mà vô. Nhưng muốn đổi hả? Thôi không đổi đâu. Không đổi đâu, tao mua thêm cái nữa đâu. Thôi á. Dạ. Dạ. Đây. Cái này rất là sang em ha. Dạ. Và rồi bao nhiêu mấy triệu? Đây là con gái cô à? Con gái. Ờ. À. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nữa, cậu có quay phim à, ở nhà nữa. À, dạ, trời ơi. Lý của cậu tôi có bỏ cái nào hết trơn. À, à, dạ, à, dạ, trời ơi. À. Bớt cái đi cô. Cảm ơn cô. Chưa tính may nữa. Bao nhiêu? Đây. Hàm ơi. 3 triệu 2. 3 triệu 2, 2 triệu nè. Đấy là con tính cho cô coi nè. Một cái áo vẽ màu tím là 400. Đây mình sẽ quay coi cái mức giá cho cô chú anh chị chúng ta. Giá hơi cao đó. Cái mẫu đó là của Lê Đình Tấn ha. Vâng. Cái này với cái hàm dạ. Mẫu này có mức giá là 3 triệu 800 ngàn nha các bạn. Dạ. Hay qua đây. Dạ. Rồi, Tuấn Dương xin chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một cái video clip kế tiếp chia sẻ các mẫu vải áo dài. À, hai lớp à. Đây hai là lớp. Những cái mẫu vải áo dài hai lớp dành mà... cho ví dụ như ngồi xuôi hoặc áo cưới cũng vẫn đẹp. Dạ. À. Thì những mẫu này đó mình có thể sử dụng để mặc ngồi xuôi trong đám cưới của con hoặc là cô dâu có thể may những cái mẫu này. Nhìn rất là đơn giản thôi các bạn. Giá 1 triệu em ha, mua áo tặng quần. Giá 1 triệu một áo. Mua vải may áo thì tặng vải may quần. Cái áo này là mang mà được quần đỏ và quần trắng em ha. Dạ. Quần đỏ và quần trắng. Đây mình sẽ quay toàn cảnh để cô chú anh chị chúng ta coi nhé. Cái này thì những cái cô dâu trẻ tuổi chừng 20, 25, 30, 45, 50 đều có thể mặc được nha các bạn. Trẻ tuổi mà 45, 50 luôn. Và ngồi xuôi cũng được mà trẻ mặc cũng vừa. Đó. À, em gái này mới 18 tuổi nhìn ướm cũng đã thấy đẹp rồi nha. Đẹp rạng rồi không chá ló em ha. À, dễ thương. Này hàng mới ra lại đó. Nói chung mấy này là cứ ra hoài luôn á. Cho chị đi qua cái đã. Áo dài cũng bao vậy luôn. Cho bao đứng. Giá là cứ 1 triệu một triệu, áo, mua áo tặng mua vải may áo thì tặng vải may quần. Cái này thì tiền công may chắc là sẽ mắc hơn đúng không chị? Đúng rồi, tiền may 850 bằng chị Hà nha. Cái này tiền may 850 bằng ta. Tiền may thì cái này là hai lớp thì mắc hơn một chút nha các bạn, nhưng mà kết rất là đẹp và công phu. À. Mẫu này đẹp chị làm hai áo á. Mà may dài xuống không em? À, cái này là màu hồng này. Đúng rồi. Nếu mà may quần thường á là 850. Dạ. Còn nếu may quần xéo tròn thì cô Hà lấy chỉ hụi chiều mốt vậy á. Vâng. Quần xéo tròn là khó may hơn. Đó, cái mẫu này nhìn rất là đẹp nhá. Dạ. Màu hồng. Rất là đẹp. Rồi tiếp theo các bạn, cái này là dạng như màu màu da, màu vàng màu nhạt. Da ha. Đằng trước nó cứ như kiểu là có một hình trái tim ấy chị nhỉ, đúng không? Đằng trước. Đúng rồi. Nó có hình là... cái V, V ngực. À, hình chữ V, V ngực. Anh nghe chị Hai ơi. Ờ đó, các bạn nhìn. Để từ từ em xuống, từ từ tí xíu rồi em xuống. Dạ, dạ. Vâng. Ô, giờ em đang có khách rồi, đợi em chút xíu đi, vẽ áo bà ba đi, vẽ áo bà ba thôi. Còn gì nữa anh?
Em bà ba thì em nghĩ phải... Cô ở bên Mỹ là à, chéo. À, cô ở bên okay. Mỹ à. Cô... Nhưng mà gấp gấp giùm chị nha em, ngày 14, 15 người ta lấy rồi đó. À, ok, dạ. Nha. Rồi. Coi lâu lắm rồi. Và... Dạ. Hát ở Chợ Rẫy hoặc Nhi Đồng, ờ, Phạm Ngọc Thạch, con làm mấy nơi. Tại vì bên Mỹ mà thầy chỉ coi mấy cái YouTube vô mấy cậu này đi đi phát quà, phát này phát kia thôi. Thì cô thích coi gì? Thích coi áo dài hay thích coi phát quà hơn? Thích coi phát quà mà bây giờ áo dài đặng nhỏ nó muốn lên đây may. À. Nó may là nó đi bận ăn Tết. À, ủa trời giờ đã Tết đâu mà. Trời, để dành tới tới năm tới. À. Thì giờ mình qua Việt Nam hoài đâu. Vâng. Đó, năm chỉ qua có một lần thôi. Vậy cô là người gốc Hoa hay sao? Tôi người gốc Hoa. À. Mà qua này qua Tàu Lao không biết tiếng Hoa đâu. À. Qua Tàu Lao đâu, dạ. Biết tiếng Lao. Qua Tàu Lao. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ. Đó, đẹp hơn, cái áo này đẹp hơn nữa. À. Cô may một cái đi, làm đám cưới kim cương. Thôi được. Cưới vàng, cưới bạc kiểu với kim cương. May đi. Cái đầu tôi nó hết trắng rồi tôi mới bay được. Đấy, đơn giản thôi, con đưa đi nhuộm cái là đen liền à. Đó, đẹp á. Dạ, rồi. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay chắc chừng khoảng dưới 70 thôi. Có 18 à. À, 18 á. À, có 18 à. Đây, cái màu hồng này cũng rất đẹp này. Hồng dâu cái này, hồng dâu. Này. Dâu lợt em ha. Em. Màu nào đẹp cô? Màu này đẹp hơn. Nó nhu mà nó đẹp đó. Vâng. Nó xuống dưới này nè. Làm cái đó, cái màu đó được sao? Cái gì vậy? Cái này đó. Đó, màu hồng dâu rất là đẹp nhé. Đây là những cái mẫu vải áo dài cưới hoặc là xui da. Màu biển em ha. Rồi, cái này cũng đẹp nè. Màu xanh. Xanh biển. Cái gì vậy? Cái màu này còn hơi lợn. Tại cái quạt đó nó đậm hơn. Những cái này chúng ta mua để mặc ngồi xui này hoặc đúng cô rồi. Dâu mặc cũng rất là hợp nhé. Cái này là xanh lý này nha. Đấy, bận năm bộ đồ là hết được rồi. Và... cái này là xanh lý. Dạ. Ướm thì ướm đây chứ không có giờ mặc đi chỗ khác. Để nói coi để con quay phim để con làm mẫu. Đó, ở dưới kết là các bạn nhìn thấy bông đẹp lắm. Cái này có dán giá có trong... giá chứ em đây. Cái nào cũng có giá hết đó nhà đây, chị cái nào cũng có giá. 1 triệu đồng. 1 triệu đồng thôi nhá. Ở đây vô mua là giàu nghèo một giá, Việt Kiều Việt Nam bán vé số cũng một giá. Sao cái này nó không, vô không vé số có nhiều người ta ngồi xuôi người ta vô nhưng mà thấy tội thì bán nhiều lúc có tay tặng luôn. Dạ. Ý là mình tặng có nhiều rồi, người ta khó khăn á có thể tặng luôn. Màu tím cà, màu tím hoa cà này. Ừ. Chọn màu hoa cà tím, hai đứa mình ước mơ đấy. Dạ. Không mà công nhận mấy cái bông này quá đẹp, bông nào đẹp quá. Đẹp lắm. Cô khen quá, ước gì mà tuổi cô nó trẻ cái là cô may. Dạ. Đúng đó là bị bắt màu biển. Dạ. Rồi sao được? Nó bận mình. Mẫu đẹp xuất sắc luôn. Đúng rồi. Em mình nên 3 bộ rồi. Mình nên 3 bộ rồi. Sáng tôi đi chùa mùng 1 rồi bật cái màu đó được rồi. 3 mùng rồi. Bán nghĩ tay đi ơi. 3 mùng rồi. Rồi tiếp theo là màu cam, là cam Mỹ. Mà ổng loại đi chùa người ta may mà thiên thiên ổng không thấy âu lam ổng dài mà lẫn lẫn vậy đó. Mà ta tiêu quá thiên tai đó. Rồi màu bồ, màu cam. Đây các bạn nhìn này. Áo dài tôi sẽ tự mang cái áo dài tôi đi chùa. Màu cam. Phía trước ngực đó các bạn là được thêu này. Cái màu nghệ đó. Rồi cô ơi, cô nói là đẹp. Màu nghệ. 16 lấy. 16 mình lợi mình thử rồi có đi vừa không hay mà mình. Dạ sau ngày 16. Màu đỏ đi da em ha. Wow, cái này thì ai thích màu đỏ này. Màu đỏ đi da. Màu đỏ bông là màu da này các bạn này. Kết những cái hạt màu đỏ hoặc là màu hồi vô cái màu này cũng đẹp nữa mà ui nó không chui chơi màu đỏ mà nó cái bông nó màu kem kem nó hết sảy. Hết sảy con bà bảy luôn á. Bà bảy cái này mà cô dâu một ngày bận một cái đó tí. Dạ. Nguyên rồi. Trong cái tuần dập mật á. Cái này màu đỏ nè em ha. Tôi thấy tôi đi không nổi. Đỏ đi đỏ à. Nhưng mà cái này là cho bà xui nè. Trời ơi thôi. Đỏ đô. Thôi để bà xui mà hết sảy nữa chứ. Dạ. Bà xui đừng ăn trầu nghe không? À, châu ăn trầu nha. Ok. À. Bây giờ ra tính tiền. Dạ. Tính tiền. Rồi.
Đó, màu đỏ tươi này, đỏ dạ. đô em ha. Vậy. Đây, đỏ đô dành cho bà Xui này nha. Dạ, chung luôn. Bà Xui. Bà Xui. Phía dưới nữa các bạn này. À, đẹp không em? Quá tuyệt vời luôn. Đây, màu xám. Đấy, con màu bảy luôn. À. À, cái bào này, màu bào này cho mấy bà Xui vẫn đi giờ. Dạ. Cái bào này màu lam nè. Dạ, yeah, màu này lam. Thường hay mặc đi chùa đấy. Đó, đó, bạn đi chùa bông hoa quá. Dạ. Dạ. Yeah. Đi chùa thì bạn đang chơi. Đơn giản. Dạ. Yeah. Cô có muốn ướm thử? Thôi. Ướm thử làm mẫu đi, giới thiệu giúp con. Đấy, thử, không, nhìn trông vẫn nhớ. Còn khỏe mạnh, trẻ. Ta cười chết. Xinh xắn, dễ thương, cười yêu đời lắm. À. Thì yêu đời chứ mình... Ngày xưa ở Sài Gòn là cô ở khúc nào? Tôi cũng ở Sài Gòn, tôi ở dưới quê là... Quê ở đâu cô? Ở dưới Kiên Giang. Mà. Kiên Giang. À... Rồi cô đi là vượt biên à? Giờ tôi đi đăng ký. À, đi đăng ký. 78 đó bây giờ. À, năm 78. Dạ. Từ tóc chưa, tóc xanh mà đi tới tóc bạc. Dạ. À. Em hồi nay chị ướm ít mà dòng hàng đi em ha, dòng vâng. hàng này cũng mới ra đó nhưng dạ mình bán rồi mà mình ra lại á đẹp vâng. hết chết cha rồi đi không dạ. nổi rồi chết vâng. cha bà này cái gì cũng đẹp hết chứ cái gì cũng đẹp mà đẹp mà đi không nổi dạ tại mình quá đẹp. Hồi nãy là chúng ta mới coi những cái mẫu vải áo dài cưới hoặc là áo dài ngồi xuôi còn à, này bây là giờ hàng thì ngồi chị xuôi sẽ nha. Tiếp nối cái chuỗi mà những cái mẫu xui. Vải áo dài ngồi xui này, cái này là đặc biệt một chút. Vẽ à thưa chị? Vẽ đây à. Vẽ toàn bộ đây là vẽ dạ. handmade hết nha các bạn vẽ mà nó bốc màu chung với áo nó mới đẹp dạ. cho màu xanh màu vàng mình vô nhưng muốn đổi hả? Thôi không đổi đâu không đổi đâu tao dạ. mua thêm cái nữa đâu. Thôi á dạ. dạ đây cái này rất là sang em ha dạ và cho bao nhiêu mấy triệu đây là con gái cô à gái. À. Tôi không biết nhà cậu ở đâu nữa, cậu có quay phim à, ở thế à? Nữa. À, dạ, trời ơi. Lít của cậu tôi có bỏ cái nào hết trơn. À, à, dạ, à, dạ, trời. Rồi. À. Tốt cái đi cô. Cảm ơn cô. Chưa tính may nữa. Bao nhiêu? Đây. Hàm ơi. 3 triệu thôi. 3 triệu 2, 2 cục nè. Đấy là con tính cho cô coi nè. Một cái áo vẽ màu tím là 400 đồng. Đây mình sẽ quay coi cái mức giá cho cô chú anh chị chúng ta. Giá hơi cao đó. Cái mẫu đó là của Lê Đình Tấn ha. Vâng. Cái này với cái hồng dạ. Mẫu này có mức giá là 3.800.000 nha các bạn. Đúng rồi, Lê Đình Tấn. Mẫu này hơi bị mắc tiền. Hơi đắt tiền. Nhưng mà tới đây thì mình cứ vạch cái góc, góc à. Đúng rồi. Sản phẩm ra là sẽ biết có đủ giá. Đây là những cái cây tùng này. Đó, vừa thêu rồi vừa vẽ. Thêu là chỉ có mấy con chim thêu thôi. Còn lại là vẽ hết nha các bạn. Giá ở 20 cũng phải rồi thì bỏ 2 đồng rồi. Lắng nghe nè. Nó đưa cái bao hàng kia qua cho cô Hà nha. Xách theo chưa con? À, nó ôm trên tay nó rồi. Quá nổi luôn này. Cái này cho đó, ngồi xui em ha, đẹp. Dạ. Dạ. Mua đã hết tiền rồi. À, mua đã hết tiền rồi, dạ. À, như là những cái tác phẩm nghệ thuật này. Trời ơi, hay quá, biết tiền luôn. Đẹp lắm. Cho chị rồi. Ok. Rồi. Rồi theo mấy chai thì dẫn cô đi qua tiệm nha cô. Rồi, ok. Nói cô là 16 tay cô lấy nha con. Đây, những cái mẫu có hình con chim này. Vâng, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chế nhiều. Vâng, 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 ok, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chế. Dạ, rồi con cảm ơn cô. Đây, mấy cô may bây giờ sẽ dẫn mấy cô qua tiệm may. Đó. Rồi khách cũng đang mua chị Hà đang, à, chị Thúy đang ướm này. Ở đây là những cái áo dài xui da mà vẽ tranh thủy mạc đó các bạn. Đây là cặp chim hạc này. Đó, rất là nhiều. Ủa, chú gì đó con? Đó. Chú có mua? Quá trời. Chú Nam. Chú Nam. Chú Nam ở Pháp. Sao chú mua đây, không? Mẫu tiếp này. Mẫu này của nhà thiết kế Lê Đình Tấn. 3.800.000.
rất là đẹp. Đúng 3 triệu 8 không chị? Đúng rồi, 3 triệu 8 đây. Dạ. Mẫu này đặc biệt đắt lắm. Mà lâu lâu mới vai được vài áo. Vậy. Kén thờ vẽ. Rồi, mẫu này có lẽ rẻ hơn, để mình sẽ coi thử nhé. Kén thờ vẽ đó. Đây, mẫu này là 2 triệu 600 ngàn nha các bạn. Đôi khi những cái mẫu vẽ này nhìn trông nó lại mềm mại mà thấy có vẻ như là làm dạng thủ công, ít bị bắt chước. Đây một mẫu khác này. Hoa thì màu hồng nhạt trên cái nền vải màu đen, lá màu trắng. Mình sẽ coi cái giá nhé. Coi giá đi. Có 2 triệu 6 này. Đây. Cùng bông là 2 triệu 6. 2 triệu 600 ngàn nha các đúng bạn. Rồi. Cái vải này ấy, tuy vẽ thôi nhưng mà nó vẫn rất là mềm. Đúng rồi. Mình bóp lại nhé này. Bỏ thả ra cái nó bung ra hết luôn. À? Nó không bị nhăn nhé. Bị nhăn. Cô bác thích cái mẫu nào thì mình chụp hình lại. Sau đó gửi cho áo dài bé để lấy. Wow. Đây những cái mẫu bông này. Nhìn cũng rất đẹp. Nổi. Vải này thì nó có co giãn theo chiều ngang. Có co giãn nè, nó là hàng này hàng có đàn hồi hết. Có độ đàn hồi theo chiều đàn ngang. Đàn hàng thôi. Đây những cái mẫu bông này rất là lạ này các bạn nhìn này. Ở dưới. Nhưng này, mà cái vẽ này nó hơi bị dày á em. Vâng. Cái dòng hàng nó hơi bị dày á. Hơi bị dày á. Đúng rồi. Cái này nó cho nên dày. Dòng hàng nó chỉ ít làm là vì vậy. Dày. Nó hơi dày. Hơi dày nhé. Nó hơi dày. Mình thử cho nó. Đó. Nó hơi dày lắm. Đúng rồi. Chỉ ít làm dòng hàng này á. Tại vì nhiều tiệm có đó, chị phải làm thôi. Vậy. Nhưng mình dòng hàng là chị không thích lắm. Nghĩa là nó càng mỏng thì nó càng đẹp hay đúng sao? Là mỏng mới đẹp. Dài lên cái áo nó cũng đẹp. Vậy. Đây tranh thủy mạc. Cái này là màu đỏ đô. Những cái cánh, những con chim ấy là thêu. Thêu máy. Còn vẽ thì là vẽ tay hết. Vẽ tay hết, vẽ cọ hết hoàn toàn. Vẽ cọ. Cái màu sơn này thì không có bị lem. Không lem. Thôi thêm áo này nữa nghỉ đi em ha. Chào cô. Ướm dạ. Nhiều lắm rồi em quá ơi. Quá đẹp luôn. Chào cô. Dạ. Đó. Dạ. Mấy mẫu rất là đẹp nè. Đây mình coi thử cái mẫu đó đi. Giá 2 triệu 4 em. 2 triệu 400 ngàn nha. Đó. Như vậy là trong video clip này thì cô bác đã coi được một ha. Số những các cái mẫu vải áo dài dành cho cô dâu. Rồi áo dài để ngồi xui. Yeah. Những cái sản phẩm vừa nãy ấy, thì dạng như là ren hai lớp đó thì có mức giá là khoảng 1 triệu đồng. 1 triệu còn, đồng. Còn đúng những rồi. Cái loại này thì tùy thì theo có mấy có cái thì... 1 triệu mấy, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Vâng. Em ha. Đấy, và... có đủ loại hết. Yeah. Mỗi một video clip thì chắc là theo một chủ đề đi để cô bác anh tại chị coi cho đỡ ngán. Đây hàng nhiều lắm nhưng mà thôi mình quay đít tại vì mình quay nhiều nhiều clip đúng không? Nhiều clip. Dạ vâng. À. Rồi cảm ơn cô bác nhé. Yeah, cảm ơn cô bác nhiều. Để mua những cái sản phẩm thì cô bác anh chị tới địa chỉ là áo dài bé, tầng trệt chợ An Đông, địa chỉ là sạp D1, D3, D5, D7, số điện thoại là 0908332073, 0869529239 và cô bác có thể liên lạc qua cái số điện thoại Zalo ở trên màn hình. Nếu mình tới trực tiếp thì mình có thể đến áo dài bé để may, còn nếu như và chọn trực tiếp, còn nếu không ấy thì quý cô bác anh chị có thể gọi điện qua Zalo, Viber để được tư vấn trực tiếp. Ngoài những cái mẫu vừa giới thiệu đó thì còn rất nhiều những cái mẫu vải khác có mức giá để giá rất là rõ ràng. Ví dụ như vải Thái Tuấn showroom giá 600 ngàn hoặc là gấm Việt không tặng quần 300 ngàn. Và có cả những cái loại áo dài may sẵn thì sẽ lần lượt giới thiệu tới cô chú anh chị trong những video clip kế tiếp. Cô bác hãy đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh và để lại bình luận ở dưới phần comment. Và hẹn gặp cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Dạ. Yeah.